Hey, kính chào quý thầy cô và các bạn đến với kênh Anisub Academy. Dưới cái đợt nghỉ kéo dài từ 3 đến 4 tuần do ảnh hưởng dịch bệnh virus COVID-19, thì để giúp học sinh duy trì cái nền nếp học tập, củng cố kiến thức và nhanh chóng bắt kịp với tiến độ học tập sau kỳ nghỉ, thì các trường đã triển khai nhiều hình thức dạy học trực tuyến khác nhau để hướng dẫn cho học sinh có kế hoạch học tập tại nhà. Thì như chúng ta đã biết thì nếu chúng ta tìm kiếm cái từ khóa mà dạy học trực tuyến trên Google thì hiện tại thì cái từ khóa này nó cho ra kết quả tìm kiếm là 84 triệu 900 ngàn kết quả trong vòng 0,52 giây. Ví dụ như là dạy học online là 71 triệu 900 ngàn kết quả trong vòng 0,44 giây. Thì Vico thấy rằng là cái việc dạy học trực tuyến hiện tại bây giờ là một trong những nhu cầu rất là lớn. Thì như vậy thì Vico thấy rằng sẽ có rất nhiều cái nền tảng dạy học trực tuyến trên mạng Internet. Lấy ví dụ như là của thằng Helium. Helium thì nó cũng cho phép tạo ra một cái trang web dạy học trực tuyến. Hay của các cái đơn vị khác. Ví dụ như là cái video edu của FPT. FPT. Dần dần thì Vico thấy rằng là có rất là nhiều cái nền tảng dạy học trực tuyến ở trên Internet hiện nay. Thì qua cái thời gian tìm hiểu và ứng dụng một số nền tảng dạy học trực tuyến như là Google Lab hay là Google Hangout hay là một số cái nền tảng của FPT hay là của Moodle, thì cho thấy mỗi nền tảng đều có những cái đặc điểm riêng, nhưng đa phần là quý thầy cô thấy đấy, đó là các cái chuỗi video dành cho học sinh học tập. Đây, lấy ví dụ như một kênh dạy học trực tuyến mà em đã đăng ký tham dự, thì cô thấy rằng là tất cả các cái bài học đều được xây dựng dưới một cái chuỗi video. Một chuỗi video như vậy thì cô sẽ học từ bài 1 cho đến bài cuối cùng. Bài học cho đến bài cuối cùng, thì khi đó là chúng ta sẽ đánh giá, rồi sau đó là thảo luận. Thì thảo luận sẽ có một cái diễn đàn để cho quý thầy cô thảo luận. Nhìn chung tất cả các cái nền tảng dạy học trực tuyến thì hầu như là giống nhau như thế này. Như vậy thì qua cái quá trình ứng dụng á, thì em thấy rằng tất cả các cái nền tảng này, mỗi một nền tảng đều có những cái đặc điểm riêng, nhưng đa phần đều thiếu cái sự tương tác. Thiếu sự tương tác giữa cái người học với người dạy. Thiếu cái sự cộng tác giữa các bạn trong lớp. Nên là thiếu cái động lực. Nên dẫn đến là không thu hút được cái người học tham gia. Thứ hai nữa là cái việc kiểm soát, giám sát học tập của học sinh tại nhà cũng gặp nhiều khó khăn. Như vậy thì khi mà giao bài thì không biết là có học sinh nào tham gia vào cái nền tảng này hay không, thì cái đó là giáo viên rất là khó kiểm soát. Còn việc chấm trả bài, ví dụ như trong trường hợp này thì ở cái phần bài tập, thì ra làm bài tập thì chúng ta cũng sẽ làm một số cái bài thi test kiểm tra. Còn không thì quý thầy cô ứng dụng cái việc mà chấm trả bài cho học sinh bằng cách là gửi email hoặc là sử dụng một số cái kênh như là Zalo, Facebook
với các kênh mạng xã hội, thì tất cả những cái kênh này cũng không mang lại hiệu quả. Nếu trường hợp mà quý thầy cô up cái bài kiểm tra lên trên một cái trang Zalo, thì lập tức thì tất cả các cái kết quả mà học sinh gửi về thì nó sẽ trôi mất cái bài, nên khó kiểm soát. Hoặc là gửi mail, nếu mà gửi quá nhiều mail thì thật sự thì giáo viên cũng không có kiểm soát được là phải đọc hết các email đó. Như vậy thì việc ứng dụng công nghệ để thực hiện giảng cái bài giảng e-learning thì cũng gặp nhiều cái khó khăn. Phải chuẩn bị rồi sau đó là phải biết cách để thực hiện các cái thao tác để mà up bài, cũng như là những kỹ năng kỹ thuật để quay video để cho nó đạt được một cái độ nhất định. Thì đa phần là tất cả các cái nền tảng thì đều như thế. Và điều đáng nói là tất cả các cái nền tảng này thật sự thì chưa có giúp cho giáo viên là thay đổi phương pháp dạy học, cũng chưa thật sự là giúp cho học sinh nâng cao được ý thức tự học, tự sáng tạo, tự tìm kiếm tri thức. Tất cả các cái chuỗi video này được học sinh học và sau đó thì làm bài tập và bình luận, thì thực chất là cái sự tương tác nó rất là ít. Thì chính vì điều này thì qua đây em cũng làm cái video này xin giới thiệu với quý thầy cô một cái nền tảng dạy học mới. Quý thầy cô có thể truy cập vào cái đường link academy.anyshop.vn. Thì ở đây em sẽ demo với cái tài khoản là giáo viên. Thì cái nền tảng này nó có cái gì khác biệt so với các cái nền tảng mà vừa rồi quý thầy cô đã nhìn thấy? Thì thứ nhất, cái nền tảng này nó cho phép quý thầy cô tạo ra các cái lớp học, biến những cái lớp học offline thành cái lớp học online. Lấy ví dụ ở đây có một cái lớp học demo của AnyShop. Thì trong cái lớp học demo của AnyShop này, quý thầy cô thấy rằng là nó có một cái giao diện giống như một cái trang fanpage, thì tất cả những cái nội dung trên cái trang này ở dạng new feed. Các cái tin bot dạng feed. Như vậy thì nó gần giống như là cái trang Facebook. Đó. Như vậy thì Vitico sẽ làm gì trên cái nền tảng này, thì chắc có lẽ là em cũng sẽ xin phép được giới thiệu một số tính năng chính trên cái nền tảng. Thì ở cái lớp học này thì Vitico thấy có một cái dấu cộng màu xanh, thì chúng ta bấm vào đây thì lập tức nó cho ra những cái tính năng chính trên nền tảng. Ví dụ tính năng đầu tiên là truck, có nghĩa là mình dùng để post những cái cảm nghĩ, những cái định hướng về nội dung cho học sinh trước khi vào lớp. Phần question là một phần câu hỏi khảo sát nhanh. Ví dụ sau khi kết thúc một cái module bài học thì chúng ta muốn xác định cho học sinh nắm những cái trọng tâm ở cái phần nào trong cái module đó, thì chúng ta đặt một cái câu hỏi và sau đó học sinh sẽ trả lời. Thì khi học sinh trả lời, chúng ta có thể xác định là có bao nhiêu học sinh trả lời đúng trọng tâm, thì điều này giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nhận biết và điều chỉnh cái sai sót trong quá trình hướng dẫn. Còn cái chức năng kế tiếp là chức năng homework. Thì chức năng này cho phép quý thầy cô ra bài tập về nhà và đến cái kỳ hạn deadline phải hoàn thành. Thì trong trường hợp mà học sinh nào không hoàn thành sẽ gửi thông báo nhắc nhở. Tính năng kế tiếp đó là tính năng question, là tính năng bài học. Thì ở đây quý thầy cô có thể thực hiện tất cả các cái bài học multimedia, các cái dạng SCOM. Chúng ta có thể sử dụng các cái bài học đã được đóng gói theo chuẩn SCOM để tích hợp vào trong cái lesson này, trong bài học của cái nền tảng này. Hoặc là trên Violet thì quý thầy cô cũng có thể đóng gói và sau đó là import nó vào trong bài học. Thì chút xíu em sẽ demo các cái tính năng này cho quý thầy cô. Và chức năng kế tiếp là tính năng về quiz, là kiểm tra trực tuyến. Thì thay vì kết thúc mỗi một cái
quá trình học tập một cái chương hay là kết thúc một cái số tiết học cụ thể thì chúng ta thường thường ra một cái đề kiểm tra 15 phút hay là một tiết. Thì Vitico hoàn toàn có thể chủ động cho học sinh thực hiện kiểm tra trực tuyến và kết quả sẽ được chấm tự động và thông báo về cái lớp học của Vitico quản lý. Phần assessment này là cái phần nhiệm vụ giao nhiệm vụ về nhà, thì học sinh sẽ dựa vào những cái nhiệm vụ mà giáo viên giao, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ này thì lúc đó thì giáo viên sẽ có thể là khen thưởng hay là có thể chấm điểm tích cực. Còn phần activity này là cái phần hành động, thì giáo viên cũng có thể giao cho học sinh hoặc là khuyến khích học sinh thực hiện nhiều việc hoặc là làm nhiều cái bài tập được giao về nhà. Thì bắt đầu em sẽ đi vào cái tính năng đầu tiên, đó là tính năng chốt. Đây thì cô thấy là đăng nhập bằng một cái tài khoản giáo viên thì mỗi giáo viên sẽ có thể dạy được một lớp học hay là nhiều lớp học ha. Thì ở đây em có một lớp học. Như vậy bằng cái chức năng trước thì chúng ta có thể post một cái suy nghĩ hay là một cái định hướng về mặt nội dung trước khi chúng ta tiến hành vào lớp. Ví dụ em lấy ví dụ như ở đây em có một cái nguồn tài nguyên về cái lịch sử. Trong cái này thì nói về cái vua Lý Thái Tổ đó, thì em sẽ yêu cầu học sinh xem trước cái nội dung về vua Lý Thái Tổ này trước khi vào lớp. Đây, em sẽ dùng chức năng up file. Đó. Cái câu đề nó lót lên. Và sau khi load xong thì Vico có thể thực hiện chức năng post. Chức năng post thì lập tức nó sẽ post lên trên cái lớp học. Nó sẽ post lên trên lớp học. Vico thấy. Thì sau khi các em xem cái nội dung video thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp bằng cách là bình luận tại video này. Giáo viên sẽ reply trả lời. Thì trong quá trình mà quý thầy cô up như vậy đó, thì tất cả học sinh có xem được cái nội dung này hay không thì quý thầy cô cũng có thể nhìn vào cái số lượng mà học sinh xem cái nội dung này. Một standby, em lấy ví dụ cái bài này. Thì standby thì có bao nhiêu học sinh đã tiếp cận được cái nội dung mà mình đã đăng. Thì cô thấy nè,
Chỉ có những học sinh này là tiếp cận, sẽ có một cái comment này. Đó là cái chức năng bot. Chức năng kế tiếp là chức năng khảo sát, thì quý thầy cô thấy là chúng ta có thể thực hiện một cái khảo sát nhanh, đặt câu hỏi ở cái dạng tích chọn hay là nút radio. Sau một câu hỏi thì chúng ta có thể là ví dụ như là test một đi, test một, test hai. Thì chúng ta cứ enter xuống thì lập tức nó ra được những cái câu hỏi như vậy, thì câu hỏi nào là câu hỏi đúng chúng ta check cho đó. Rồi xong. Rồi sau đó chúng ta bét bot bot lên. Thì câu hỏi này do học sinh sẽ tự chọn. Thì em sẽ bot ra ngoài này, em ví dụ cô thấy là cái câu hỏi mà em đã gợi ý cho học sinh. Ví dụ như đây, sau khi học sinh xem cái video của thầy này thì là có thích hay không thích thì mình sẽ khảo sát được. Và chức năng kế tiếp đó là chức năng homework. Thì để ra một cái bài tập về nhà thì quý thầy cô sẽ cho cái thời hạn deadline. Ví dụ như là thời hạn này bắt buộc phải hoàn thành vào ngày mai lúc bao nhiêu giờ. Dù hôm nay là ngày hôm nay là cái ngày 5 tháng 3 năm 2020 thì phải là hoàn thành trước 6 giờ chiều, và mình có thể chỉnh lại cái giờ này. Ví dụ cho nó là khoảng là 1 giờ chiều hay là khoảng là 5 giờ chiều là nó phải hoàn thành cái này. Phải hoàn thành cái bài này cho mình. Đó. Thì bài tập này thì quý thầy cô có thể post có thể post hoặc là nhúng một cái video lên. Ví dụ như trường hợp này thì cô có thể là bắt một cái video hoặc là đặt câu hỏi. Ví dụ như vậy. Sau đó chúng ta sẽ bot. Thì ở đây em sẽ có một cái bài, đây là cái bài tập. Bài tập này cũng đưa ra một cái bài tập ví dụ thôi, thì thời gian hoàn thành là phải là trước 2 giờ ngày 4 tháng 3. Thì ở đây là có 7 học sinh đã hoàn thành cái bài tập này. Thì quý thầy cô thấy là những học sinh nào đã nhận được thì trong cái trường hợp mà học sinh không nhận được cái bài này, quý thầy cô có thể nhắc nhở bằng cách là gửi email cho những cái em còn lại chưa có nhận được cái bài. Quý thầy cô sẽ send mail và lập tức nó sẽ gửi cái thông tin đó tới cái email của học sinh. Rồi, đó là cái chức năng homework. Chức năng kế tiếp là chức năng lesson. Đây là chức năng soạn giảng. Em lấy ví dụ để tạo ra một cái bài học như là bài vật lý đi. Cái lesson là vật lý 12. Lấy cái bài là vật lý 12 nằm ở cái Liên Bị Sụt em biết. Thì đó,
Tại vì cô thấy cái mục mà Leaning Resort này nó là một cái section. Thì một cái section này nó tượng trưng như là một cái chương gì đó. Nó sẽ chứa rất là nhiều cái bài. À, ví dụ ở đây là bài vật lý, bài 1, vật lý 12, ví dụ vậy. Rồi trong cái bài á, thì nó sẽ có mục tiêu của bài. À, mục tiêu 1, mục tiêu 2, mục tiêu 3. Rồi từng bài sẽ có những cái mô đun bài riêng, ví dụ như page one này nó sẽ nói về cái định nghĩa nghĩa gì đó. Đấy, rồi cái add lesson page là có nghĩa là tương ứng với một cái mô đun thứ hai và tương tự tương ứng với một cái mô đun thứ ba. Đấy. Thì để cho không mất thời gian của quý thầy cô thì em sẽ mở một cái file mà em đã soạn sẵn về toán. Ví dụ như ở đây là nó có bài tính đồng biến và nghịch biến của hàm số. Thì nội dung cơ bản là hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Thì ở đây, ở cái phần module 1 là mình nói về cái sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Thì trong cái bay 1 này thì mình sẽ đưa vào cái nội dung văn bản. Đó, nó là một cái file PowerPoint. Học sinh sẽ đọc cái nội dung file PowerPoint soạn trước. Và sau đó nếu như chúng ta muốn cho học sinh nắm kỹ hơn thì chúng ta sẽ cho học sinh xem một cái đoạn video. Đã, xem một cái video. Rồi sau khi xem một video thì chúng ta muốn cho học sinh ôn tập lại kiến thức thì chúng ta phải đặt câu hỏi ôn tập. Thì đó là cái cấu trúc của một lesson. Cấu trúc của một cái bài học. Thì xin nhắc lại với thầy cô một cái cấu trúc của bài học thì nó sẽ gồm có cái section. Cái section này nó giống như là một cái chương. Ví dụ như cái chương đại số à, thì chúng ta đặt một cái section là chương đại số. Thì trong chương đại số này chúng ta có thể add à, là một cái lesson à, có thể add một cái bài tập à, hoặc là add một cái file nội dung bài học của trường Scom. Thì tương ứng với mỗi một cái lesson thì có rất là nhiều bay, thì mỗi một bay sẽ tương ứng với một cái mục hay là một cái mô đun kiến thức bài học trong cái lesson đó, trong cái bài học đó. Thì một cái bài học thì có rất nhiều cái mô đun, trong đó thì chúng ta sẽ có nhiều bay. Thì trong mỗi cái bay này thì chúng ta sẽ có những cái nội dung giảng dạy. Thì trong nội dung giảng dạy này nó có thể là file văn bản, nó có thể là file hình ảnh, à, thậm chí là những cái câu hỏi hay là bài tập. Đó. Thì đó là cái tính năng của cái phần lesson. Thì đây với cô thấy là em sẽ demo cái bài nhúng cái những cái Scom vào. Đây, ví dụ như là cái phần Viewlet, đây là một cái bài. Đã. Thì để xem được cái trường Scom này thì đối với thằng Viewlet thì nó chạy bằng Flash. Nên với cô sẽ cài đặt cái Adobe Flash Player. Đã. Rồi khi mà nó kích hoạt cái last layer thì lúc đó với thầy cô sẽ vào được cái bài. Đó. Dân. Đây, thì đó là cái chức năng của cái phần lesson. Thì chức năng quiz này, đây là cái chức năng cho phép quý thầy cô tạo bài kiểm tra. Em lấy ví dụ như là kiểm tra 15 phút. Đây, cho cái lớp học này về cái section là toán đại số, ví dụ vậy. Đây.
video style. Đây, bài kiểm tra 15 phút thì Vico sẽ add câu hỏi là add question. Thì trong phần mục add lesson này, fashion này nó có rất là nhiều cái dạng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là true false này, câu hỏi thứ hai là câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi thứ ba là câu hỏi là next là ghép từ, câu hỏi thứ tư là điền vào chỗ trống, và cái câu hỏi mở và câu hỏi điền từ. Ví dụ như là đi cô soạn một cái câu hỏi về dạng true false, cô bấm vào true false. Em lấy ví dụ như là một cái câu hỏi cái hàm số y bằng tan x đúng hay sai ha. Ví dụ như quý cô mà đánh dấu chọn cái này là đúng, đó là true. Còn feedback là khi quý cô muốn trả lời vậy đó. Rồi sau đó là ask question, thì chúng ta sẽ có được một cái câu hỏi. Như vậy trong cái cô có thể là add thêm cái câu hỏi nhiều lựa chọn. Rồi sau khi cái đáp án đúng thì quý cô check vào cái nội dung đáp án đúng. Ok. Rồi đó là những cái tính năng cơ bản. Bây giờ em sẽ nói sơ qua về các cái chức năng ở cái góc bên tay trái của cái lớp học này. Cái thứ nhất là đối với những cái lớp học trực tuyến hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ không nắm được danh sách lớp. Đó, không nắm được cái nội dung mà học sinh nó cần hỗ trợ. Như vậy thì bên cái lớp học trực tuyến này quý thầy cô có thể là nhìn thấy được những cái yêu cầu từ phía học sinh post lên trên cái lớp học, rồi mình sẽ giải quyết, mình hỗ trợ cho học sinh thông qua cái chức năng post. Và cái chức năng thứ hai đó là material, là cái chức năng về một cái nơi lưu trữ cái tài nguyên đó, bao gồm những tài nguyên là các cái bài học đó, tài nguyên là các cái bài kiểm tra đó, tài nguyên là các cái bài tập về nhà vân vân. Chức năng kế tiếp là dashboard. Dashboard này sẽ cho quý thầy cô biết được là trong cái lớp học mình có bao nhiêu người tham gia, có bao nhiêu bài đã post, có bao nhiêu cái lesson đã được tạo và có bao nhiêu cái nhiệm vụ được giao về cho học sinh. Kế đến là cái rebook. Rebook là điểm số. Thì trong quá trình làm kiểm tra thì học sinh sẽ được tính điểm và điểm số đó sẽ được hiển thị ở đây. Ở đây là mình chưa có cái nhiệm vụ học tập, làm bài tập nào nên là không có điểm ở đây. Nhưng còn điểm này điểm tự đánh giá. Thì mấy phần này mình sẽ đi chi tiết vào những cái video sau. Còn cái phần tin nhắn riêng, quý cô có thể gửi cái tin nhắn cho một cái học sinh ha, một cái học sinh nào đó để kìm kẹp, hoặc là có thể là trao đổi riêng với một nhóm em hay là một số em. Rồi chức năng kế tiếp là people. People là cho biết cái danh sách lớp của mình là có những người nào tham gia giảng dạy. Ví dụ ở đây thì nó có tổng cộng là danh sách lớp này có giáo viên, teacher demo, và còn lại tất cả là đều là học sinh, là người học, là learner. Rồi có một cái admin để hỗ trợ. Rồi phần leaderboard. Phần leaderboard là một trong những cái tính năng rất là hay giúp cho học sinh có động lực học tập. Trong trường hợp những em mà tham gia tích cực vào nền tảng, tham gia làm bài tập đầy đủ của giáo viên phân công và được có điểm thì nó sẽ được tính tích điểm ở đây. Ví dụ như là xếp hạng. Thì đây là cái cách mà để chúng ta khuyến khích cho học sinh tham gia tích cực khi đạt được một cái điểm số nào đó.
Rồi chức năng thứ tiếp là chức năng team, có nghĩa là chúng ta có thể tạo nhóm để hỗ trợ cho một nhóm nào đó, thì ví dụ có thể tạo ra một cái nhóm nhỏ gồm 5-10 em gì đó để chúng ta hỗ trợ, rồi có thể tạo ra nhiều nhóm. Thì trên đây là cái phần giới thiệu cơ bản về cái nền tảng Academy của AnySoft. Thì cũng rất mong quý thầy cô có thể nhín chút thời gian để tìm hiểu. Thì cần hỗ trợ gì thì có thể là liên hệ trực tiếp với em Trung 0933725070. Xin hẹn gặp lại quý thầy cô ở những cái video chi tiết tiếp theo về các tính năng chính của nền tảng. Xin chào quý thầy cô.